Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Đồng hành Hàn Việt phát sóng lúc 7 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Quý vị và các bạn thân mến, trong tháng 4 và tháng 5 chúng ta có hai ngày lễ ý nghĩa: ngày 26 tháng 4, ngày Sở hữu trí tuệ thế giới, và 18 tháng 5, ngày Khoa học công nghệ. Đây là hai lĩnh vực hiện đang có tầm ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với khối các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong chương trình Đồng hành Hàn Việt ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhiều hơn về vấn đề này thông qua một số thông tin chính như sau. Sở hữu trí tuệ và doanh nghiệp nhỏ và vừa, mang ý tưởng của bạn đến với thị trường. Phú Quốc, điểm đến nhiều lựa chọn cho du khách. Chương trình sẽ mở đầu ngay sau đây với một số thông tin ngắn đáng chú ý. Theo quy định của nhà nước, tài khoản 5 điều 3, nghị định số 21 do chính phủ ban hành năm 2021, hợp đồng bảo đảm bao gồm hợp đồng cầm cố tài sản, hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng đặt cọc, hợp đồng ký cược, hợp đồng ký quỹ, hợp đồng mua bán tài sản có bảo lưu quyền sở hữu, hợp đồng bảo lãnh hoặc hợp đồng tín chấp. Trường hợp tài sản bảo đảm được rút bớt theo thỏa thuận thì phần nội dung hợp đồng bảo đảm liên quan đến tài sản này không còn hiệu lực. Hợp đồng bảo đảm phải được bổ sung nội dung về tài sản được bổ sung hoặc thay thế. Khi biện pháp bảo đảm chưa phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba, hợp đồng bảo đảm không bị thay đổi hoặc không chấm dứt hiệu lực. Đồng thời, hiệu lực của hợp đồng bảo đảm theo quy định này áp dụng với toàn bộ nghĩa vụ trong tương lai. Hợp đồng bảo đảm cũng không thay đổi hoặc chấm dứt hiệu lực khi các bên không thỏa thuận cụ thể về phạm vi nghĩa vụ trong tương lai, thời hạn thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm hoặc thời hạn bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Các nội dung này chính thức có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2021. Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ được hỗ trợ học nghề lên đến 1,5 triệu đồng mỗi tháng với kinh phí thuộc quỹ bảo hiểm thất nghiệp do cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả. Theo đó, đối với người tham gia đào tạo nghề dưới 3 tháng, số tiền hỗ trợ tính theo học phí của cơ sở đào tạo nghề nghiệp và thời gian học nghề thực tế tối đa không quá 4 triệu 500.000 đồng mỗi người cho một khóa đào tạo. Đối với người tham gia khóa đào tạo nghề trên 3 tháng, số tiền hỗ trợ được tính theo tháng, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế tối đa không quá 1 triệu 500.000 đồng mỗi người một tháng. Nếu thực tế người lao động tham gia khóa đào tạo nghề không đủ tháng theo quy định của cơ sở đào tạo nghề nghiệp thì số ngày lẻ được tính theo nguyên tắc từ 14 ngày trở xuống tính 1/2 tháng và từ 15 ngày trở lên được tính là 1 tháng. Người lao động và các đơn vị sử dụng lao động quan tâm nội dung nói trên có thể tìm đọc chi tiết tại quyết định số 17 do Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2021, quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Chương trình Thương hiệu Mảnh đất Việt năm 2021 do Viện Nghiên cứu Kinh tế Châu Á, Viện Khảo sát Đánh giá Chỉ số Cạnh tranh và một số đơn vị phối hợp tổ chức mới diễn ra gần đây đã ghi nhận được không ít các doanh nghiệp vừa và nhỏ vươn lên trong bối cảnh kinh tế khó khăn chung. Theo đại diện doanh nghiệp tư nhân Bánh Tráng Trung Nghĩa, đơn vị 2 năm liên tiếp được bình chọn thương hiệu Mảnh đất Việt cho biết, xuất phát điểm của đơn vị cách đây khoảng 10 năm chỉ là một xe bán bánh tráng trộn do hai sinh viên nghèo cùng nhau chia sẻ để có thêm thu nhập cho việc học. Đơn vị cho biết, để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và định hướng mở rộng thị trường tại các tỉnh thành trên cả nước, đơn vị đã áp dụng phương thức bán hàng thông qua các kênh trực tuyến và cửa hàng. Đồng thời, hơn 100 lao động của doanh nghiệp cũng đang liên tục sản xuất mỗi ngày nhiều dòng sản phẩm bánh tráng ăn liền tẩm vị, muối tôm, cơm cháy và nhiều loại bánh kẹo khác. Theo Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới WIPO, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 90% số doanh nghiệp trên thế giới, sử dụng khoảng 50% lực lượng lao động toàn cầu và tạo ra tới 40% thu nhập quốc dân ở nhiều nền kinh tế mới nổi. Theo quan điểm của nhà nghiên cứu Maldonado Guzman trong bài viết Quản lý tri thức như tài sản trí tuệ, bằng chứng từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Mexico, xuất bản năm 2016, động lực thị trường cạnh tranh đòi hỏi các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải kết hợp quản lý tri thức như một phần của chiến lược kinh doanh. Gần đây thì cái lượng đơn đăng ký nhãn hiệu và các loại đối tượng khác của quyền sở hữu và quyền sở hữu công nghiệp tại Cục Sở hữu tăng rất mạnh. Năm 2018 khoảng 65.000 đơn, tuy nhiên đến 2019 là khoảng 75.000 đơn và đến năm 2020 là khoảng trên 76.000 đơn. Và lượng đơn bắt đầu từ khoảng năm 2000 đến bây giờ nó cứ tăng khoảng 10-15%, có những năm tăng đến 25%. Các doanh nghiệp cũng rất quan tâm trong việc là đầu tư xây dựng các tài sản trí tuệ, đưa ý tưởng của mình biến thành các tài sản trí tuệ và tăng cái độ quảng cáo truyền thông. Thương trường là chiến trường. Trong thời đại, một ý tưởng có thể quyết định hướng đi của cả doanh nghiệp như hiện nay. Sở hữu trí tuệ được ví như công cụ hữu hiệu
giúp các tổ chức kinh doanh tự tin hơn trên mọi mặt trận. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp doanh nghiệp mạo hiểm khi không biết rằng mình đang nắm giữ tài sản trí tuệ hoặc chưa nhận thức đầy đủ về giá trị của tài sản trí tuệ, dẫn đến bỏ lỡ cơ hội cải thiện vị thế và chậm tăng trưởng. Theo nghiên cứu được đăng tải cách đây không lâu trên tạp chí quốc tế về giáo dục và nghiên cứu đổi mới, mặc dù nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các nền kinh tế quốc gia có tầm quan trọng ngày càng tăng, thế nhưng cộng đồng kinh doanh này thường không sử dụng đầy đủ các cơ chế bảo hộ và là đối tượng dễ bị chiếm đoạt tài sản trí tuệ do hai nguyên nhân. Thứ nhất, chi phí bảo hộ và thực thi cao. Thứ hai, thiếu nhận thức về tầm quan trọng và chức năng của các phương tiện bảo vệ, đặc biệt là các công cụ chính thức. Để mà có được một ý tưởng là đã là một chuyện khó rồi. Mà để từ ý tưởng mà ra được một giải pháp cụ thể để mà có thể ứng dụng thì nó phải trải qua một cái quá trình nghiên cứu nè, rồi quá trình thử nghiệm, thực nghiệm. Có trường hợp là anh em chúng tôi lại không cố ý nhưng mà kiểu như là quá vui trong cái việc mà đã ra được sản phẩm rồi thì lại tung sản phẩm đó lên trang mạng xã hội thì thành ra là ảnh hưởng đến cái việc mà chúng tôi tiến hành xác lập quyền sau này. Không ít vấp ngã đáng tiếc vì thiếu phòng vệ bằng sở hữu trí tuệ đã dần thức tỉnh cộng đồng. Ngày càng nhiều doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, thậm chí hộ kinh doanh cá nhân không còn cho rằng chỉ có những thương hiệu danh giá mới bị trục lợi tên tuổi hoặc chỉ có những món hàng đắt giá mới cần chống làm giả làm nhái. Con đường biến ý tưởng trở thành thực thể, định vị doanh nghiệp trong tâm trí của người tiêu dùng không hề êm ái, nhưng sẽ bớt chông gai hơn nhiều với sự giúp sức của sở hữu trí tuệ. Ở thời điểm hiện nay, khi mong muốn phục hồi kinh tế đang cháy bỏng hơn bao giờ hết, vấn đề mang ý tưởng đến với thị trường lại càng thắp sáng vai trò quan trọng của sở hữu trí tuệ đối với doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa, khi họ hoàn toàn có thể sử dụng sở hữu trí tuệ để xây dựng doanh nghiệp mạnh hơn, cạnh tranh hơn, có sức bền hơn. Đây cũng chính là lý do năm 2021, Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới World Intellectual Property Organization, gọi tắt là WIPO, đã lấy chủ đề Sở hữu trí tuệ và doanh nghiệp nhỏ và vừa, mang ý tưởng của bạn đến với thị trường. Hàng năm thì Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới WIPO đều chọn một chủ đề để truyền tải thông điệp ra xã hội. Năm nay thì WIPO chọn cái thông điệp là doanh nghiệp vừa và nhỏ với sở hữu trí tuệ mang ý tưởng của bạn đến với thị trường. Thông điệp này có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Trong nền kinh tế thì rất nhiều các doanh nghiệp vừa nhỏ. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với Việt Nam khi mà 97% số doanh nghiệp trong nước là các doanh nghiệp vừa nhỏ và cũng tạo ra gần một nửa số GDP và cũng tạo công ăn việc làm cho khoảng 5 triệu người. Các doanh nghiệp vừa nhỏ trong thời gian vừa qua thì thể hiện rõ cái sự ứng biến linh hoạt trong cái đại dịch Covid-19 vừa qua và cũng tạo ra góp phần cái sự trụ vững của nền kinh tế nước ta nói chung và cũng đóng góp vào cái sự tăng trưởng 2,91% GDP của Việt Nam trong năm 2020. Và chúng tôi cho rằng cái thông điệp của Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới cho năm 2021 này đặc biệt có ý nghĩa và cũng đặc biệt có ý nghĩa đối với các doanh nghiệp Việt Nam và đối với Việt Nam nói chung. Thế giới của sáng tạo là không có điểm dừng. Nhưng nếu không tự bảo vệ mình bằng các quyền sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp có thể phải dừng bước sớm hơn mong muốn. Thưa quý vị và các bạn, mỗi ngày ở khắp nơi trên thế giới, các bộ óc sáng tạo không ngừng đưa ra những ý tưởng mới. Một vài trong số đó sẽ trở thành các sản phẩm dịch vụ đến tay chúng ta thông qua mua sắm. Tuy nhiên hầu hết không thể trở thành hiện thực vì con đường hiện thực hóa quá chông gai. Với các quyền sở hữu và trí tuệ, doanh nghiệp có thể đưa ra những kịch bản để hiện thực hóa, thương mại hóa ý tưởng của mình một cách thiết thực và khả thi hơn. Với tư cách hội sáng chế Việt Nam thì chúng tôi tạo điều kiện cho các hội viên giới thiệu cái ý tưởng đấy từ ban đầu, cùng chia sẻ với nhau cái ý tưởng đấy, xem thì ý tưởng đấy có thể trở thành được có giá trị thương mại hay không, tạo điều kiện để các doanh nghiệp đăng ký cái ý tưởng đấy với nhà nước được bảo hộ cái quyền sở hữu của mình. Chúng ta rất cần cổ vũ, ủng hộ việc sáng tạo, biến những ý tưởng thành hiện thực hóa, được thương mại hóa đến từ cộng đồng doanh nghiệp, mà đặc biệt là khối các doanh nghiệp nhỏ và vừa, bởi đây được xem là lực lượng trụ cột của nền kinh tế quốc gia. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi nhận thấy là cái hoạt động quản trị tài sản trí tuệ ở trong doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, đang rất còn nhiều hạn chế. Doanh nghiệp nhỏ và vừa đã có nhận thức về sở hữu trí tuệ, nhưng chỉ dừng ở cái mức liên quan đến việc là đăng ký xác lập quyền các đối tượng sở hữu trí tuệ mà thôi. Chúng tôi đang mong muốn là hỗ trợ các doanh nghiệp, các trường đại học, các viện nghiên cứu
xây dựng những cái quy trình, quy chế quản trị tài sản trí tuệ nội bộ. Song song đó thì chúng tôi cũng mong muốn xây dựng được một cái đội ngũ chuyên gia về quản trị tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố, cung cấp các dịch vụ tư vấn về quản trị tài sản trí tuệ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ liên quan đến đưa sản phẩm ra thị trường, đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp. Hơn ai hết, các doanh nghiệp chính là những người cảm nhận rõ sự chuyển biến của nền kinh tế thị trường, những yêu cầu đặt ra đối với hoạt động sáng tạo, đi đôi xác lập các quyền sở hữu trí tuệ. Hiện tại hầu hết, gần 80% tất cả những cái sản phẩm mà chúng tôi tung ra ngoài thị trường á, là chứa đến 80% những cái tài sản trí tuệ mà có trong nó. Ví dụ như là về những sản phẩm mà chúng tôi đã có đăng ký trong bằng độc quyền bảo hộ về sáng chế này, nó mang lại lợi thế về mặt công nghệ, về kỹ thuật của chúng tôi. Rồi những sản phẩm mà chúng tôi lại tiến hành đăng ký về kiểu dáng công nghiệp thì lại mang lợi thế về mặt hình ảnh mỹ thuật của sản phẩm, nhãn hiệu, logo mà chúng ta thường hay gọi, thể hiện về bộ mặt hình ảnh của doanh nghiệp của chúng tôi. Thì thực tế tôi thấy là cái sự quan tâm của doanh nghiệp đối với sở hữu trí tuệ còn rất nhiều hạn chế. Nổi bật nhất gần đây trong vấn đề tranh chấp thương hiệu, nói Việt Nam và nước ngoài, trong đó những sản phẩm nổi tiếng như là phóng xếp Duy Lợi, rồi đến bia Đại Việt, rồi đến Vinamilk, rồi đến cà phê Ba Mê Thuột, rồi nước mắm Phú Quốc, và đặc biệt gần đây nhất nhãn hiệu ST25 tại thị trường Mỹ. Sự quan tâm đấy cần phải được thể hiện một cách rõ ràng hơn đối với doanh nghiệp. Năm nay dành cho ngày 26 tháng 4, Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới lấy thông điệp Sở hữu trí tuệ và doanh nghiệp nhỏ và vừa, mang ý tưởng của bạn đến với thị trường. Đây không đơn thuần chỉ là một lời kêu gọi, mà còn là sự cổ vũ cho lòng dũng cảm, dám biến ý tưởng thành hiện thực. Được sự chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Khoa học Nghệ, thì Cục Trí tuệ đã triển khai một loạt các biện pháp. Trong đó, đối với các doanh nghiệp vừa nhỏ, thì Cục Trí tuệ đã đề xuất với Chính phủ và đã trình ban hành cái chiến lược sở hữu trí tuệ quốc gia 2020 đến 2030. Đồng thời, chúng tôi cũng xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành cái chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 21-30. Và trong đó thì lấy doanh nghiệp làm trung tâm của cái hệ thống đổi mới sáng tạo. Chúng tôi cũng đẩy mạnh cái việc xử lý đơn sở hữu công nghiệp với các đối tượng khác nhau, đặc biệt hướng đến hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc đăng ký các cái tài sản trí tuệ này. Chúng tôi cũng thực hiện giảm 50% lệ phí các đối tượng sở hữu công nghiệp trong năm 2020 và đến nửa đầu năm 2021 này, cũng tăng cường công tác là tư vấn, hướng dẫn nộp cái đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, đăng ký các cái đối tượng sở hữu công nghiệp ra nước ngoài. Thưa quý vị và các bạn, năm 2007, chiếc iPhone đầu tiên được giới thiệu ra thị trường, và ở thời điểm đó thì nhà sản xuất đã bị chê cười vì điện thoại không có bàn phím. Tuy nhiên đến nay, táo khuyết đã trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu ở phân khúc smartphone trung và cao cấp. Hãy luôn sáng tạo, trân trọng sự sáng tạo để từ đó hiện thực hóa các ý tưởng. Đây cũng chính là ý nghĩa của thông điệp Ngày Sở hữu Trí tuệ Thế giới 26 tháng 4 năm nay. Trước khi chuyển sang nội dung tiếp theo, mời quý khán giả cùng chúng tôi một lần nữa lắng nghe lại khuyến nghị đến từ đại diện các cơ quan chức năng. Chúng tôi khuyến cáo các doanh nghiệp nên chú trọng khai thác, ứng dụng, thương mại hóa cái tài sản trí tuệ của mình đã có được, tích cực đăng ký bảo hộ các cái tài sản trí tuệ, các cái thương hiệu mà mình đã dày công vun đắp. Hoạt động đặc biệt là liên quan đến tài sản trí tuệ thì nó phải được nhiều bộ phận trong cùng một doanh nghiệp tham gia vào đó, từ hoạt động R&D, từ hoạt động quản trị, từ hoạt động pháp chế và kể cả những hoạt động liên quan như là marketing, bán hàng đều có thể liên quan. Chúng tôi cũng chúc cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa là luôn luôn vững tay chèo để bước trên cái con đường chúng ta đã chọn. Đây chính là những doanh nhân, doanh nghiệp không những là đẳng cấp quốc gia, thương hiệu quốc gia mà còn vươn lên ra tầm toàn cầu. Là điểm đến dành cho du khách yêu thích hình thức du lịch nghỉ dưỡng và trải nghiệm sinh thái, Phú Quốc sở hữu nhiều bãi tắm đẹp hoang sơ, nước biển mang màu xanh ngọc bích, có thể kể đến như bãi Dài, bãi Sao, bãi Khen. Một trong các bãi tắm đẹp nhất Phú Quốc là bãi Sao, nơi có bờ cát trắng mịn kéo dài hơn 7 km, khung cảnh yên bình hoang sơ với hàng dương xanh tỏa bóng râm mát. Ngoài hoạt động tắm biển, Phú Quốc còn có nhiều điểm tham quan để du khách lựa chọn như dinh cậu, vườn tiêu, làng chài Hàm Ninh, nhà tù Phú Quốc. Trong đó Phú Quốc nổi tiếng với loại hồ tiêu cay nồng và hương thơm đậm hơn những nơi khác. Trên đảo rất nhiều vườn tiêu cho khách tham quan và chụp hình miễn phí. Trong đó một số nơi còn giới thiệu cho du khách về cách trồng tiêu và nét đặc biệt của tiêu Phú Quốc.
Nếu có nhu cầu mua tiêu về làm quà, du khách có thể liên hệ trực tiếp với các nhà vườn. Là thành phố du lịch, trung bình mỗi năm Phú Quốc đón khoảng 5 triệu du khách. Do đó, dịch vụ lưu trú tại đây phát triển đa dạng, đáp ứng nhu cầu khác nhau của nhiều đối tượng khách hàng, từ bình dân đến cao cấp. Phú Quốc có những khu nghỉ dưỡng hoang sơ nằm sát biển với hàng cây xanh bao quanh, bờ biển cát trắng và nước xanh như ngọc. Còn nếu muốn hòa mình với cuộc sống người dân nơi đảo ngọc, du khách có thể lựa chọn những địa điểm lưu trú là homestay ngay khu làng chài, để mỗi sáng mở cửa phòng là có thể đón bình minh trên biển và dễ dàng tìm hiểu về đời sống dân cư trong vùng. Phú Quốc là thiên đường nghỉ dưỡng, không chỉ bởi phong cảnh thiên nhiên đặc sắc, hệ thống dịch vụ lưu trú tốt mà còn mang đến cho du khách những trải nghiệm phong phú về ẩm thực. Chỉ cần rảo bước một vòng chợ đêm, du khách đã có thể thưởng thức đủ loại hải sản tươi ngon đặc trưng của đảo ngọc như còi biên mai nướng, muối ớt, nhum nướng mỡ hành, mực nướng sa tế, các loại ghẹ, ốc nướng. Món nào cũng hấp dẫn và thực khách rất khó có thể bình chọn được món nào ngon hơn cả. Nếu muốn chế biến theo sở thích, nhiều địa điểm cũng có bể hải sản để du khách có thể tự lựa chọn. Không chỉ đặc sắc ẩm thực địa phương, Phú Quốc cũng có nền ẩm thực đa quốc gia rất phong phú với các món ăn đến từ Ấn Độ, Pháp hay Nhật Bản, Hàn Quốc. Trong thực đơn buffet của bên mình thì buffet có 3 mức giá vé 189.000, 249.000 và 299.000. Để cho tránh sự nhàm chán cho khách hàng thì trong cái menu buffet của mình vừa có sự kết hợp với thịt heo, thịt gà, hải sản. Thực đơn buffet thì khách có thể thoải mái lựa chọn trong mức giá vé đó. Còn combo thì có nhiều cái loại combo cho hình thức lựa chọn, như là combo thịt không rồi vừa hải sản vừa thịt, hoặc là kết hợp hải sản thôi. Từ tháng 12 đến tháng 3 hàng năm, Phú Quốc đang là mùa khô. Đây là thời gian đẹp nhất trong năm với khí hậu ôn hòa, mát mẻ, dễ chịu và ít mưa. Đảo Ngọc có rất nhiều địa điểm để tham quan, tắm biển và ăn uống. Vì vậy, du khách đừng quên tìm hiểu trước để lên một lịch trình hợp lý, giúp chuyến du lịch tại Phú Quốc có thật nhiều trải nghiệm thú vị. Quý khán giả vừa theo dõi thời lượng 20 phút kỳ này của chương trình Đồng hành Hàn Việt. Khi có thêm bất kỳ thông tin ý kiến nào mong muốn chia sẻ đóng góp với những người thực hiện chương trình, xin quý vị và các bạn vui lòng liên hệ đến email bbt.donghanhhanviet@gmail.com, số điện thoại 028-2200-2714 hoặc 2200-2816. Chương trình Đồng hành Hàn Việt có thể được xem lại thông qua website truyenthongnongviet.com hoặc kênh YouTube Đồng hành Hàn Việt. Chương trình này được sự phối hợp thực hiện giữa Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Truyền thông Long Việt, phát sóng lúc 7 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Xin cảm ơn sự quan tâm yêu mến theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào, hẹn gặp lại.